Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Đô thị thông minh, chương trình được phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hiện nay hàng loạt tuyến đường huyết mạch cũng như các nút giao thông lớn tại thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông, dẫn đến chậm phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến môi trường. Trong những nguyên nhân dẫn đến kẹt xe, có nguyên nhân bắt nguồn từ yếu kém của vận tải hành khách công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh muốn giảm ùn tắc giao thông, giảm xe cá nhân thì phải đặt mục tiêu phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng, phát triển hệ thống giao thông thông minh. Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập đến trong một câu chuyện đô thị tuần này. Phần tiếp theo, như thường lệ, sẽ là một công nghệ thông minh. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Do tính chất công việc, người phụ nữ này thường xuyên đi xe buýt. Từ ngày được sử dụng thẻ thanh toán tự động, chị cảm thấy rất hài lòng. Có chứ, khỏi mất công đổi tiền lẻ, có thẻ mình quẹt nhanh. Từ năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh triển khai sử dụng thẻ thanh toán tự động cho xe buýt với hai hình thức để hành khách đi xe buýt thanh toán, đó là thẻ thông minh Unipass và mã QR trên ứng dụng điện thoại. Thẻ điện tử liên thông với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị, xe buýt nhanh BRT, buýt đường thủy và các loại hình giao thông công cộng khác trong tương lai. Ngoài phương thức thanh toán bằng thẻ Unipass, hành khách có thể thanh toán bằng mã QR trên ứng dụng điện thoại. Đối với học sinh, sinh viên, đối tượng chiếm khoảng 50% hành khách xe buýt, cũng không cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên khi mua vé. Khi làm thủ tục phát hành thẻ, hồ sơ sẽ cập nhật thông tin trường học, niên khóa để tạo sự thuận tiện nhất. Hạn chế sử dụng tiền mặt trong cái giao dịch, mà đặc biệt là đối với giao thông công cộng, thực hiện cái việc mà minh bạch cũng như là nâng cao cái việc mà quản lý dữ liệu của hành khách công cộng và quay ngược lại phục vụ cho cái chính sách quản lý công cộng chúng ta nó tốt hơn, nó đầy đủ dữ liệu cũng như là chúng ta thực hiện các cái chính sách nó đồng bộ và thuận lợi, và cuối cùng là hướng tới là người dân, tạo cái động lực để người dân thấy rằng là việc sử dụng thẻ là an toàn, tiết kiệm. Hiện nay tại bến xe miền Đông cũng đã triển khai việc gắn thẻ chip trên các phương tiện hoạt động tại đây, nhằm tiến tới xây dựng mô hình bến xe điện tử đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần giảm thời gian chờ đợi của phương tiện khi ra vào bến, tạo sự lưu thông thuận lợi cho phương tiện cũng như hành khách. Đặc biệt trong khung giờ cao điểm và những ngày lễ Tết, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách ra vào bến xe miền Đông đều được gắn thẻ chip theo dõi. Đây là bến xe khách liên tỉnh lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ việc gắn thẻ chip mà các hoạt động ra vào của các phương tiện vận tải diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Cái cánh cửa tự động nó mở lên rồi anh em là cũng có luôn cái thông báo ở trên phòng điều độ, người ta biết được là anh em tôi đã vào hoặc ra. Tôi rất là ủng hộ với cái ý kiến này, vì là đi ra ngoài vào cổng nó rất là thuận lợi cho lái xe, lúc nào ùn tắc thì là nó thông thoáng hơn, nó không phải chờ đợi. Để thực hiện việc gắn chip, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định tại bến xe miền Đông đều phải cung cấp số lượng, danh sách phương tiện hiện đang hoạt động tại bến và người đại diện ký nhận thẻ chip. Bến xe sẽ cấp phát thẻ miễn phí lần đầu và đề nghị đơn vị vận tải bảo quản trong thời gian 3 năm. Đến nay đã có hơn 200 phương tiện được gắn chip điện tử tại bến xe miền Đông. Đây đồng thời cũng là những bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng chương trình bến xe điện tử đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà có sự thay đổi cũng như là hư hỏng thì đại diện phương tiện hoặc là chủ đơn vị vận tải phải báo kịp thời cho bến xe miền Đông để có thể thay đổi và điều chỉnh cho nó phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2020, thị phần vận tải hành khách công cộng toàn thành phố đảm nhận 15-20% nhu cầu di chuyển của người dân. Đến năm 2025, đạt 20,5-26,6%, và đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ tăng lên 29,3-36,8%. Tuy nhiên, đến nay, vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đáp ứng được khoảng 9% nhu cầu đi lại của người dân, khoảng cách khá xa mục tiêu đề ra. Xe buýt thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới đáp ứng 9,5% nhu cầu đi lại của người dân trong năm 2018. Đáng nói, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư khá nhiều cho xe buýt, từ hạ tầng đến chính sách hỗ trợ lãi vay xe mới và trạm dừng, nhà chờ. Nhưng qua các năm, lượng khách đi xe buýt có chiều hướng giảm. Mạng lưới xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh hiện giảm 7 tuyến. Nguyên nhân là việc phân luồng bất hợp lý, việc phân luồng, phân làn xe chạy, điều phối giao thông, đèn tín hiệu ở nút giao nhau chưa tốt.
bức xúc hiện nay của thành phố là giải quyết tình hình ùn tắc giao thông và vấn đề trật tự đô thị. Phần là do cái lượng xe nhu cầu đi lại, một phần nữa là tôi nghĩ là do cái ý thức tham gia giao thông của cái người dân, cho nên là cái cảnh quan là lưu thông trên đường rất là lộn xộn. Nhiều khi muốn chấp hành luật lệ giao thông nhưng mà cũng khó lắm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể trở thành một trung tâm lớn thu hút đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nếu không có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển, là nhận định của các nhà quản lý, chuyên gia khi đề cập giải pháp phát triển giao thông đô thị. Phương tiện cá nhân tăng, giao thông công cộng chậm phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn ra nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ 5 năm thêm 1 triệu dân, tức là thêm 1 triệu cái xe. Và đến năm 2025 thì 100 người dân có 150 cái xe. Và như vậy bài toán dân số và xe cá nhân ấy, nếu tốc độ như thế này vô phương, không thể giải quyết được vấn đề kẹt xe. Không giải quyết được. Cái này là mình dài hạn nhìn thấy hết rồi. Thế mình phải tính lại thôi. Nên một là bây giờ phải làm đường nhanh hơn thì lại không có tiền nhiều. Làm chậm thì phải làm cái đường cốt lõi là lo vành lai. Đất giao thông. Hai là phải tìm cách là phát triển phương tiện giao thông để phát giao thông cá nhân. Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó có nội dung xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng chất lượng cao, dữ liệu mở về giao thông, thông tin dự báo giúp người dân tìm lộ trình di chuyển phù hợp, giảm ùn tắc và đặc biệt là các giải pháp công nghệ để dọn đường cho giao thông công cộng nhằm xử lý các điểm nóng giao thông như sân bay, bến cảng. Thực hiện điều tiết giao thông thông minh. Hiện nay từ hầm Thủ Thiêm là phải điều tiết thông minh đấy. Ở chỗ khác chưa cái đến ông mở ra cái ông đi ảo cái là không tắt. Cho nên như vậy giải pháp ngắn hạn là điều tiết thông minh thì đang làm và sẽ làm tốt hơn. Rồi xây dựng các nhà để xe. Mà các nhà để xe cũng sẽ là thông minh. Tức là họ vào cái cửa ngõ thành phố, họ bật cái điện thoại động lên tìm chỗ đỗ xe quận 1, quận 10, quận 3 thì nó hiện lên là các bãi đỗ xe chỗ nào còn trống. Thì cái đó là từ năm 2019 bắt đầu triển khai. Đề án đô thị thông minh sẽ góp phần giảm áp lực cho giao thông thành phố. Vấn đề quan trọng là cần phải có những giải pháp hiện thực hóa, đầu tư những dự án hạ tầng giao thông quan trọng như thế nào trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế. Và đặc biệt là tăng cường phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giao thông đô thị, hướng đến giao thông thông minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để hướng người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện công cộng xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì vậy, sắp tới, thành phố đã chọn giải pháp đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt điện. Bên cạnh các giải pháp đầu tư vào hệ thống tàu điện metro, đường thủy, đây sẽ là những giải pháp mang lại hiệu quả vượt trội, cơ bản giảm được ô nhiễm môi trường, giúp thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh, giao thông.hochiminhcity.gov.vn. Đây có thể nói là dịch vụ tốt và chính xác nhất về dự báo tình hình giao thông của các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước mỗi chuyến đi trong giờ cao điểm, bạn nên truy cập vào, sau đó chọn vào tình hình giao thông để theo dõi các tuyến đường có lưu lượng giao thông cao, được cảnh báo là kẹt xe, ùn tắc. Ngoài ra hãy để ý biểu tượng tam giác trên bản đồ. Đây là những thông tin bổ ích cho hành trình của bạn. Quý vị thân mến, nội dung chương trình kỳ này xin kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả. Những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh, cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở, mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân.tv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.